Nam thì hôm nay mình có mua được mấy con tôm hùm mini nè mọi người. Thì bữa nay mình sẽ thực hiện món tôm hùm mini luộc coca nha. Giờ nó còn sống luôn nha mọi người. Tôm hùm mini. Rồi, mình đổ coca xong mọi người, rửa chai thôi mọi người. Đây, con này nhảy nhảy đây. Thôi, mày đập lại. Mình nãy giờ mình đã luộc mấy con tôm hùm xong rồi nha. Thì bây giờ mình chấm với món siêu cay, uống với bia Corona. Bia này là Corona luôn của mọi người. Đó. Bây giờ là mình ăn với ớt vô nha. Mấy ớt siêu cay mình luôn nãy mình đâm đó, thơm quá. Làm trước con tôm nha. Đây mà mọi người dùng con tôm hùm mini với mình nha. Đây. Trời, nó cứng dữ ta, nó giỏi nó cứng dữ ta. Chấm ớt nha mọi người. Được. Ở thịt nó dài thiệt luôn. Ngon lắm luôn mọi người. Vô nha. Thịt ngọt thiệt luôn. Vỏ nó cứng. Tại lúc này tôm nó rẻ mọi người, mình muốn có tiền mua mình quay cái clip này á. Do dịch bệnh tôm nó không, mấy nhà hàng nó nghỉ nên nó không ai ăn nên tôm nó mới rẻ. Mình thả nó thưởng thức một chai bia nha. Corona nha mọi người. Ghê ghê. Thử ra bia này, mình thử ra bia này cho nó sao nha. Rồi bia này nhẹ quá. Corona mà nhẹ quá. Nó không mạnh như con Corona kia. Bia này đâu còn gì ta. 4,5. Rồi. Cái đầu tôm nha mọi người. Thì mình mua cái này mình ăn, chắc mình nay mình ăn được một con hai con thôi. Còn nhiêu là mình đem ở nhà mình cho mỗi người một con. Nhà mình cũng đông lắm, dân số cũng 7 người. Chuẩn bị có thành viên thứ 8, mình cũng gắn kiếm thành viên thứ 8 đây. Ở cái đầu nó gặp nè mọi người. Ngon. Ngon mọi người. Này một con bự bự ăn chắc còn sướng dữ nè. Con mặn ký 2 kg ăn sướng. Ngon quá. Corona extra. Bữa nay mình làm tôm hùm luộc Coca Cola uống bia Corona. Mọi người thấy hay không? Tôm hùm luộc Coca Cola uống với bia Corona. Thì hôm nay dịch bệnh cũng căng thẳng, nay cách ly thêm một tuần nữa mọi người ơi. Cũng căng quá. Làm thêm con nữa thôi mọi người. Đó, mọi người nha.
thêm miếng bia vô nha mọi người. Rồi mọi người nha, nó thịt 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 miếng tôm nè, nó dai hơn tôm càng tôm mình luôn nhiều luôn, nó cứng á, ngon. Như đầu tiên mình có ăn con tôm Alaska, nó con này nó ngon hơn con Alaska nhiều luôn á mọi người. Alaska nó bự quá mà thịt nó không được cứng như chắc thịt như tôm này. Nói chung là tôm này ngon luôn rồi, nó ngọt quá mọi người. Coca nó ngọt ghê luôn. Thì bây giờ mình tới đây cũng là xin tạm kết thúc nha. Hẹn mọi người trong clip sau. Mọi người thấy hay thì nhớ like, đăng ký cho mình và chia sẻ để mình làm thêm nhiều clip mới. Nói chung là clip hôm nay làm đơn giản thế thôi. Tôm hầm hấp Coca, luộc Coca Cola uống với Kobe Corona đó. Rồi vậy thôi, clip mình đơn giản vậy thôi mọi người. Tại vì mình còn mấy con này nè, mình về là ba mình, mẹ mình, vợ mình, em dâu mình, thằng Caramel, rồi thằng em của Caramel, rồi đủ luôn mọi người. Thôi, bye bye mọi người nha, mọi người cho nó xa, bye.